Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay thì Nga sẽ bật mí đến bạn một thông tin hết sức tuyệt vời, đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Gôn Hoan có thể giúp cho bạn phòng và điều trị được các chứng bệnh về đường hô hấp. Vâng, sao Nga có thể nói như vậy được ạ? Bởi vì sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Gôn Hoan được chiết xuất thành phần đến 75% là đông trùng hạ thảo. Mà như bạn đã biết, đông trùng hạ thảo đã được các nhà khoa học nghiên cứu có rất nhiều các axit amin là đạm thực vật và những vitamin có lợi cho sức khỏe và đặc biệt tốt cho những người mà bị ho hen hay viêm phế quản. Vâng, không những vậy thì sản phẩm lại còn được kết hợp thêm với các dược liệu quý khác, đơn cử như là mật ong. Vâng, mật ong thì cũng đã được mệnh danh là thần dược để giúp cho chúng ta kháng khuẩn và tiêu diệt các virus vi khuẩn ảnh hưởng tới đường hô hấp của mình rồi đúng không ạ? Và mỗi viên đông trùng hạ thảo Hong Cho Gôn Hoan là sự tổng hợp của rất nhiều các thảo dược quý đó kết hợp lại với nhau để khi bạn sử dụng sản phẩm này, nó sẽ giúp cho bạn tăng cường sinh lực, nâng cao sức đề kháng, từ đó sẽ đẩy lùi các bệnh lý về đường hô hấp cho bạn. Và khi đường hô hấp của bạn nó đã tốt lên rồi, hệ tuần hoàn tốt hơn thì tất cả các cơ quan trong cơ thể của bạn cũng sẽ hoạt động một cách nhịp nhàng hơn và chắc chắn rằng bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh tuyệt vời. Và sản phẩm này thì có thể sử dụng được cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của bạn. Chính vì vậy, nếu như mà bạn hay người thân trong gia đình bạn đang gặp các vấn đề về sức khỏe và đặc biệt là về đường hô hấp thì bạn có thể sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Cho Gôn Hoan là một giải pháp vô cùng tuyệt vời có thể giúp cho bạn có lại được sức khỏe như bạn mong muốn. Vâng, đây là sản phẩm được sản xuất chính hãng tại Hàn Quốc. Nga nhắc lại là được sản xuất chính hãng tại Hàn Quốc và đang được Korea Shop 24 giờ phân phối tại thị trường Việt Nam. Và bạn chỉ cách sản phẩm tuyệt vời này bằng một cuộc điện thoại khi bạn gọi đến cho Korea Shop 24 giờ qua số điện thoại hotline 0976148590. Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp tại đường link trang web mà Nga đã để sẵn dưới phần mô tả video này. Chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn về sản phẩm, giúp cho bạn hiểu cặn kẽ về sản phẩm và giao hàng tận nhà nhanh nhất trên toàn quốc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.